Chào các bạn đến với Express TV, kênh cập nhật tin tức mới mỗi ngày. Thời trang Yodi bị phốt thiếu Hoàng Sa, Trường Sa trong bản đồ Việt Nam. Mới đây, thương hiệu thời trang Yodi có đăng đoạn clip kỷ niệm 9 năm thành lập thương hiệu, nhưng cộng đồng mạng lại chú ý đến phần bản đồ biểu thị các chi nhánh của Yodi lại thể hiện thiếu hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam việc thương hiệu thời trang nổi tiếng thiếu hoàng sa và trường sa trên bản đồ được cho là không thể chấp nhận được thể hiện việc không tôn trọng chủ quyền lãnh thổ của việt nam nhất là trong giai đoạn hai quần đảo này đang bị tranh chấp những năm trước đây tất cả các thương hiệu và nhãn hàng đăng hình bản đồ việt nam không có hoàng sa trường sa đều bị người dân tẩy chay kịch liệt thế nhưng đội ngũ truyền thông của jodi lại làm ngơ điều này gần đây trong các livestream của hãng có khá nhiều bình luận trên trang fanpage của jodi Nhắc nhở về sai sót và nhãn hàng cần phải lên tiếng, đính chính nhưng hãng thời trang này lại bỏ qua và tiếp tục sử dụng hình ảnh, bản đồ sai lỗi nghiêm trọng. Yodi lên tiếng về vụ việc thiếu hoàng sa trường sa trong bản đồ. Ngay sau khi gây bão mạng xã hội về vụ việc trên, Yodi là gửi lời xin lỗi và cho biết đã lập tức ra soát toàn bộ nội dung liên quan, thừa nhận đã để xảy ra thiết sót về chủ quyền lãnh thổ Việt Nam. Sai sót này xảy ra do bộ phận truyền thông của chúng tôi đã sơ xuất trong quá trình xử lý hình ảnh, và kiểm duyệt nội dung của video. Là một doanh nghiệp Việt Nam, được lập ra bởi những người Việt, chúng tôi ý thức rất rõ rằng sai sót này là không thể bao biện. Vì thế, chúng tôi xin nghiêm túc lắng nghe mọi phản hồi, góp ý của các cơ quan thông tấn báo chí, các tổ chức truyền thông với tinh thần cầu thị để sửa sai và tránh lặp lại những lỗi tương tự trong tương lai. Tuy Jody đã thừa nhận sai phạm và gửi lời xin lỗi, tuy nhiên thương hiệu này vẫn đứng trước những nguy cơ bị tẩy chay từ người dân Việt Nam và xử phạt của theo quy định của chính phủ. Sau khi vụ việc nổi lên, rất nhiều trang fanpage có lượt theo dõi lớn đã bàn về vụ việc trên và đưa ra rất nhiều bức xúc về việc thương hiệu thời trang Việt Nam nổi tiếng nhưng lại đăng ảnh bản đồ thiếu hoàng sa trường sa. Những bài đăng này nhận về rất nhiều lượt tương tác, trong đó có nhiều bình luận đồng tình và tỏ ra bức xúc hay đòi tẩy chay thương hiệu này. Trước thương hiệu thời trang Jodi ngày 8 tháng 4 cộng đồng mạng cũng phát hiện ứng dụng Grab cũng bị lỗi nghiêm trọng ở phần hiển thị bản đồ. Cụ thể là bãi đá vành khăn, thuộc chủ quyền việt nam lại không thể hiện bằng tiếng việt mà lại thể hiện theo cách gọi phi pháo của trung quốc là đảo mỹ tế nghiêm trọng hơn bản đồ bãi đá này thể hiện nội dung là đảo mỹ tế tam sa trung quốc tam sa là chính quyền do trung quốc lập ra để quản lý nhiều quần đảo trong đó có hoàng sa và trường sa của việt nam grab sau đó cũng đã lên tiếng xin lỗi và khắc phục sự cố bên cạnh đó một giải bơi quốc tế trước đó cũng đã bị xử phạt và dừng tổ chức do sử dụng bản đồ xâm phạm chủ quyền lãnh thổ việt nam về quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Được biết, đây không phải là những trường hợp cá biệt sử dụng bản đồ Việt Nam sai lệch chủ quyền. Nhiều trang web hiện cũng đang sử dụng bản đồ của Open Map Title và Open Street Map. Hiện tại, bản đồ gốc Open Street Map cũng chứa nhiều thông tin sai lệch về chủ quyền biển đảo Việt Nam trên biển Đông. Chủ quyền biển đảo là vấn đề nhạy cảm đối với Việt Nam hiện nay vì xảy ra tranh chấp với Trung Quốc trong những năm gần đây. Là người Việt Nam và thương hiệu Việt, việc thể hiện rõ chủ quyền biển đảo Việt Nam là trách nhiệm phải có. Vụ việc này xảy ra là bài học của nhiều thương hiệu Việt Nam và thương hiệu nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam. Cảm ơn các bạn đã xem hết video, đừng quên bấm like, share và đăng ký kênh, bật chuông thông báo để không bỏ lỡ các video mới nhé.